Thời ấy, thiên đình thiếu rồng nên Ngọc Hoàng cho tất cả các loài thủy tộc đều được thi tuyển để có thể hóa rồng thực hiện phận sự làm mưa. Biết tin này, Tôm Tích hăng hái rủ Chép Còi tham gia, nhưng Chép Còi vẫn còn phân vân lắm. Cậu nghĩ chúng ta có thể tham gia hả? Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ, đây chính là cơ hội cho tôi thử sức. Vậy nếu chúng ta thi rớt và không thể trở thành rồng thì sao? Thì các ngươi sẽ là nỗi nhục của cả dòng họ chứ sao? Mà trước giờ tụi nó cũng là nỗi xấu hổ của dòng họ rồi còn gì. Bộ dạng như thế kia mà cũng đòi đi thi tuyển rồng, phải như chúng ta đi nè. Cứ cho bọn chúng đi để mở rộng tầm mắt. Chép Còi, chúng ta đi cùng nhau đi. Nếu một trong hai ta có thể hóa rồng thì thật là hay. Bọn chúng sẽ không dám nói gì nữa. Tôi không có cơ hội nào đâu. Nhưng mà tôi cổ vũ cậu, cậu hãy đi đi. Nếu cậu đã không muốn đi, cậu cố lên nha. Đem một ít này theo ăn dọc đường. Mai mốt thành rồng rồi đừng có quên tôi đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tạm biệt cậu.